Ui, ui. Bắt lấy này. Được chưa? Bắt chưa? Ui, quả kia đấy, đấy, đấy. Bún ơi! Cậu có biết tớ vừa nghe thấy chuyện gì không? Cậu nghe được chuyện gì thế? Tớ vừa qua khu rừng thì nghe thấy bàn tán xôn xao của các bạn chim. Cậu kể nhanh lên đi. Là cá ngựa bố biết đẻ con đấy. Hả? Cá ngựa bố biết đẻ con á? Không thể tin được. Vậy thì chúng mình cùng thám hiểm thôi. Anh cá ngựa ơi, anh hải mã ơi, anh có thể đẻ con được sao? Đúng vậy đấy, anh giải thích rõ hơn được không ạ? Đến mùa sinh sản, bên sườn cá ngựa được hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Mỗi đợt khoảng 100 trứng á? Trứng sẽ hóa thành bào thai, lúc này trên thành túi nuôi con của cá ngựa được xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu của các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính này mà cá ngựa mới đảm bảo được tối đa cho việc truyền giống. Thế giới đại dương thật là thú vị. Cảm ơn anh cá ngựa đã cho chúng em hiểu được một điều lý thú. Bọn mình mà như thế thì trông buồn cười lắm nhỉ. Sẽ có hàng nghìn chú sư tử con được sinh ra.
sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Ngồi đây mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ? Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Có ra đi không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này, này trốn này, trốn này. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với?
Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tôi có cách rồi. Đau quá. Mau lên. Chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên chúng ta cho bột vào bát, sau đó ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý không đổ nhiều nước một lúc mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Được rất quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Để xem nào. Đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Mùi gì thơm thế nhỉ? Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. Mình quên mất. Hey.
không hiểu là chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ. Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Oh!
À. Này đây, đây chính Lu vứt vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đâu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Chạy thế này nhá. Ok nhá. Ok. Nghe cũng được đấy. Cháy! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi Lu ơi! Cháy nhà rồi! Cháy rồi! Cháy to quá! Cháy rồi! Cháy nhà rồi Lu ơi! Cháy rồi! Cháy! Cháy! Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa? Tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhé.
Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à, cậu cứ thử nhìn tớ mà xem. Vừa khỏe mạnh, lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Yeah!
Tôi xin lỗi.
Tôi đã hoàn rồi.